Xin chào tất cả các quý phụ huynh thân mến, cùng đến với hành trình nuôi dạy con cái, chia sẻ những bí quyết, các bài học hay và bổ ích trong việc nuôi, dạy, rèn con. Nào, cùng đến với chủ đề hôm nay thôi. Khám phá 6 lợi ích từ các món đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ. Đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, kích thích mà còn giúp con phát triển trí tưởng tượng rất tốt. Những món đồ chơi tưởng chừng như đơn giản này lại có nhiều lợi ích đến không ngờ đấy. Các bé hiện nay có rất nhiều lựa chọn đồ chơi đa năng, thú vị và bắt mắt như xe hơi điều khiển hay máy chơi game, búp bê biết nói. Thế nhưng, đôi khi việc quay lại với những món đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ đơn giản lại mang đến nhiều tác dụng đến bất ngờ. Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bé có thể làm với các khối gỗ, xe gỗ hay bộ xếp hình bằng gỗ nhỏ xinh đấy. 1. Đồ chơi cho trẻ bằng gỗ thân thiện với môi trường. Đồ chơi bằng gỗ là một lựa chọn thân thiện với môi trường hơn nhiều so với đồ chơi bằng nhựa, vì gỗ là một chất liệu hữu cơ, tái tạo được, phân hủy sinh học và tái chế được. Những món đồ chơi gỗ được sơn bằng sơn không có hóa chất độc hại hoặc không sơn sẽ thân thiện với môi trường và cả bé. Ngoài ra, đồ chơi bằng gỗ cũng cho trẻ cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những gì đến từ tự nhiên. 2. Đồ chơi cho trẻ bằng gỗ có độ bền cao. Các bé thường không giữ gìn đồ chơi cẩn thận nên những món đồ chơi bằng gỗ có thể sẽ là lựa chọn thích hợp với trẻ. Đồ chơi nhựa hay đồ chơi điện tử đều dễ bể hay hỏng hóc hơn những đồ chơi bằng gỗ. Thậm chí, những đồ chơi bằng gỗ đủ bền còn có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình đấy. 3. Đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ khơi gợi trí tưởng tượng. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, đồ chơi ngày nay có đầy đủ các loại chuông, còi, âm thanh, màn hình, tiếng động, màu sắc. Thế nhưng, những món đồ chơi đơn giản đôi khi lại mang đến nhiều lợi ích hơn. Với những khối gỗ hay cây gỗ đơn giản, trẻ có thể thỏa sức xây nhà, xếp hình hay chơi theo bất kỳ cách nào mà bé muốn. Điều này sẽ giúp khơi gợi trí tưởng tượng của con rất tốt vì con sẽ có rất nhiều không gian sáng tạo với những món đồ chơi đơn giản. 4. Đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ thúc đẩy tương tác xã hội. Việc chơi đồ chơi bằng gỗ, con sẽ có nhiều cơ hội tương tác với các bé khác hơn so với khi chơi các trò chơi điện tử. Những món đồ chơi này tạo cho các bé cơ hội học cách chia sẻ và làm việc nhóm với người khác. Các món đồ chơi bằng gỗ không tự phát ra âm thanh hoặc tương tác như một số món đồ chơi hiện đại, nên khi chơi, các bé sẽ phải tự nói chuyện cùng nhau để tạo âm thanh và sự tương tác. Các bé còn có thể dùng khối gỗ để xây dựng không gian cho mình, từ đó phát triển nhận thức về không gian và xã hội. 5. Đồ chơi cho trẻ bằng gỗ thường an toàn. Có một thực tế là đồ chơi bằng nhựa, đặc biệt là loại chất lượng không cao, thường dễ bị vỡ. Khi vỡ, đồ chơi có thể có những cạnh sắc nhọn và các mảnh nhỏ có thể làm bé bị thương. Đồ chơi bằng gỗ thường ít vỡ nên sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, gỗ còn được coi là vật liệu có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của trẻ. Có nghiên cứu cho rằng khi tiếp xúc với thiên nhiên thông qua việc chơi đồ chơi bằng gỗ, bé có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. 6. Đồ chơi cho trẻ bằng gỗ giúp giảm lo lắng. Trải nghiệm chơi đồ chơi gỗ thường yên tĩnh và mang lại cảm giác thoải mái cho bé. Những món đồ chơi gỗ thường không có nhạc ồn ào hay đèn nhấp nháy nhiều màu sắc nên rất dễ chịu với các bé và cả ba mẹ. Việc chơi với các món đồ chơi có chất liệu tự nhiên này sẽ giúp bé tĩnh tâm và bớt lo lắng rất tốt đấy. Các đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ không chỉ mang lại nhiều lợi ích mà cũng rất đa năng. Các món đồ chơi bằng gỗ có thể giúp trẻ phát triển thể chất và tinh thần. Đặc biệt, chất liệu gỗ lại vô cùng thân thiện với môi trường và sức khỏe, thể chất của con. Vậy, ba mẹ còn ngần ngại gì mà không cùng con khám phá thế giới đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ ngày càng phong phú hiện nay? Trên đây là những phương pháp nuôi dạy con hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.